Vào một buổi sáng ngày hôm nay thì đây là một nữ đại gia đã đến mua ủng hộ yến cho chị Hồng Loan và chị cùng với các em của chị sạch yến ra để đưa lên xe cho cô. Còn đây là chị Nị đang đứng trước nhà đang cùng với chị Hồng Loan để đi lên tòa án để một số bổ sung một số công việc. Bởi vì vậy mà chị Nị đã đứng ở nơi đây đang đợi em gái Hồng Loan đang hai chị em đi đón Grab đằng hai chị em đằng đi. Bây giờ là hai chị em chị Nỉ và chị Hồng Loan đã lên xe và chuẩn bị đi. Còn đây là những món đồ mà chị khán giả đã ủng hộ chị Hồng Loan và xe đến lấy và rời hàng đi các tỉnh. Và đấy là khán giả dành cái tình cảm đi xe 16 chỗ ngồi lên để ủng hộ cái tình cảm cho gia đình chị Hồng Loan. Còn đấy là con trai của chị Hồng Loan, bé Úc đó. Và đến một buổi tối thì hai chị em đã đến tòa án sống và quay trở về nhà. Thì sau khi đến nhà chị Hồng Loan thì chị Ní lại tiếp tục bắt xe đi về lại nơi ở của mình. Đây là một buổi tối ở trong cạnh nhà của chị Hồng Loan và chị Ní rạng ngời cười trong một cái nét mặt rất là dễ thương. Đó, chị Nị nghe điện thoại sống rồi, chị Nị đặt xe Grab đang đi về. Chị Nị đang uống nước đây nè. Đó, mặt chị Nị rất là tươi sáng. Và xe đã đến rồi, thì bây giờ là chị Nị lên xe và quay trở về nhà lại. Bằng một cái tình cảm tình thương thì khán giả ở nơi đâu đâu, bà con cô bác cô chú anh chị em cũng đổ về mà mua những cái phần món ăn, đồ ăn của chị Hồng Loan bán gạt là ngon. Bởi vì vậy mà khán giả ở nơi đâu đâu cũng đặt hàng và mua ủng hộ cho con gái yêu của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Thì bên cạnh đó chị Ní thì lúc nào cũng đồng hành, là một chị giống như là một chị rải ruột rồi, đã đồng hành cùng với em gái của mình. Thì qua những cái hình ảnh này cũng chia sẻ đến quý vị khán giả lúc nào cũng dành cái tình cảm tình thương cho chị Hồng Loan. Và chị Ní đã chia sẻ thì chị Ní cũng đã chia sẻ giống như quý vị khán giả ai cũng đã biết, chị gạt là bằng nên không có thể nào mà trên chán nhà cả nhắn của chị Ní lái chiếm mà tâm sự và mà nói hết được. Bởi vì vậy mà chị thời gian của chị gạt là bằng nên chị đã trả lời với các anh YouTube đứng trước nhà chị Hồng Loan rằng là khán giả cùng nhắn tin vào cho chị Ní một ngày cả mấy ngàn tin nhắn nói chị ơi nhánh nhánh đi về vấn đề là vụ tranh chấp tài sản của chị Hồng Loan sao không đưa ra đã mấy tháng rồi mà không nhánh nhánh. Thì chị Ní có chia sẻ rằng thì từng bước tại vì đâu thì giàu đó hết rồi, thì đợi ở bên tòa án người ta đưa ra thẩm định mà thôi. Thì chị Ní cũng đã chia sẻ lớn và đọc đã đứng trước các anh YouTube mở hết tối Ni đã chia sẻ như vậy để cho anh chị em mà khán giả yên tâm. Bởi vì cái công cuộc, cái cuộc chuyện này nói chung là lúc nào các chị cũng thương chị Hồng Loan, lúc nào cũng đứng về phía chị Hồng Loan. Thì bên đó bên cạnh thì chị cũng có chị Phượng Lê đó. Chị Phượng Lê và chị Ni thì hai người chị Phượng Lê cũng lên chia sẻ rằng không có một ai mà có thể chia cắt được cái tình cảm của chị Phượng Lê và chị Ní dành cái tình cảm cho chị Hồng Loan được cả. Đó, chừng nào khi mà chị Hồng Loan mà nói chị ơi em không cần nữa thì mấy chị mới không có vào nữa. Chứ chị Hồng Loan lúc nào các chị cũng thương cho chị Hồng Loan hết. Chị Phượng Lê lên mà chia sẻ mà nói như vậy đó. Đó, chị Phượng Lê nên chia sẻ thương em gái Hồng Loan như là thương em ruột của mình như vậy. Bởi vì vậy mà quý vị khán giả yên tâm nhé, cái tình cảm tình thương này của chị Hồng Loan thì chị Ní cũng đã được anh chị em theo dì thương rất là nhiều. Đó, những cái chuỗi ngày xưa thì chúng ta không biết, khán giả không biết chị Hồng Loan là ai. Chị Hồng Loan cũng chẳng khoe danh tiếng gì cả, bởi vì chị lại sống một đời người
Dạng gì mà mộc mạc chẳng thanh mà đậm đà chữ tình yêu thương. Nên chị Hồng Loan từ đó giờ cũng chẳng mặc khoáng bất kỳ điều gì cả. Đó, đến ngày hôm nay thì khán giả biết được chị và quả chân luôn, đâu đâu các tỉnh miền Tây, ở đâu miền Bắc miền chúng gì cũng về với chị Hồng Loan. Đó, đi vào đây các cô chú anh chị em gì cũng thương con gái yêu thương của nghệ sĩ chú Vũ Linh rất là nhiều. Mình cũng rất là vui khi tất cả anh chị em YouTube mọi ngày đều đến trước nhà của chị Hồng Loan để quay phim, để gửi đến cho quý cô chú anh chị em ở nơi xa, và rằng được xem qua màn ảnh nhỏ cũng là một biện pháp để bảo vệ cho chị Hồng Loan. Bởi vì khi mà các anh em YouTube mà đồng tâm hiệp lực lại mà đứng trước nhà của chị Hồng Loan á, thì không có một cái thế lực nào nó muốn ám hại chị Hồng Loan được. Bởi vì các anh thì buổi sáng đã lại sớm rồi, lại từ sáng sớm cho đến chiều tối luôn. Đó, các anh quay phim, các anh chia sẻ về cảnh nhà và cuộc sống của chị Hồng Loan. Khán giả nào mà đến ủng hộ đồ gì tạc tăng tạc trong cảm gá mà quay phim lại hết, thì trong đó cái tình cảm tình thương của các anh YouTube rất là dạt dào. Đó, tình cảm. Thì bên cạnh đó mình cũng có nghe thì khán giả cũng có ở đâu đâu đó đi lại hỏi các anh em YouTube quán bún bò gần ở đây chỗ nào. Thì quý vị ơi, xin thông cảm cho các anh em YouTube rằng các anh em YouTube này người ta thương chị Hồng Loan, đứng về phía chị Hồng Loan. Thì quý vị có kiếm thì chúng ta lên mạng mà xẹt trả Google trả bản đồ, thì ai muốn ăn thì tự đi kiếm, chứ đi lại mà hỏi các anh em YouTube thì các anh em YouTube cũng chẳng có nói là biết ở đâu đâu. Bởi vì cái tình thương này thì hướng về cho chị Hồng Loan, người ta chỉ biết chị Hồng Loan mà thôi. Còn ai mà muốn ăn bún bò, phở bò, bún bò gì thì tự đi kiếm đó mọi người. Bởi vì chia ra hai cái ranh giới rõ ràng đấy. Đó, người ta thương bằng cái tình thương ủng hộ cho chị Hồng Loan, thì không có ai mà nói cái dù bún bò vô trong đó mà chỉ địa điểm mà ở nơi nào nó mình muốn ăn thì mình tự đi lại đó coi địa điểm thì tự kiếm, chứ các anh em YouTube không có biết gì đâu, người ta không có trả lời đâu. Thấy đi lại cứ hỏi quán bún bò nằm ở đâu đấy. Thì các anh em YouTube thì cũng trả lời thì tụi con cũng không có biết ở chỗ đó chỗ nào đâu, người ta đâu có quan tâm, người ta đâu có cần thiết. Bởi vì mà các anh em trả lời mà chia sẻ khán giả nơi đâu đâu cũng dành cái tình cảm tình thương này. Cũng có chị vợ Hồng Loan hay chị Phương Lê, chị Ní đôi gì cũng gặt vui khi mà các anh em YouTube luôn đồng hành cùng với chị Hồng Loan. Đó, tất cả mọi người mà chúng ta ủng hộ những sản phẩm mà chị Hồng Loan bán giá mà đợi đến gửi đến quý vị. Nước yến này nhìn rất là ngon đó quý vị, nước yến này là nước yến rất là ngon luôn đó. Một hộp thì chia sẻ cũng chỉ vài trăm ngàn mà thôi, mà trong đó được cả sảo hủ đó, chúng ta có thể mua về mà tặng cho bạn bè, hay mà có gia đình thì để cho ông bà uống hay cha mẹ mình uống đó quý vị. Đó, chị Hồng Loan bán tất cả các mặt hàng này, nhìn vào cơm chay cũng ngon này, mít sấy đôi gì cũng ngon, những đồ ăn giặt để cho chúng ta mà đến mà mua. Thì quý vị khán giả cứ đến đi, cứ đến nhà chị Hồng Loan số 5 Đoan Thị Điểm đó, thì đến vào nhà chúng ta có thể gặp vào chị Hồng Loan, rồi có thể thắp nén hương cho nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, thần tượng bằng những người mà chúng ta thương yêu và mến lời ca tiếng hát của chủ, thì chỉ có thể đến và thắp nén hương cho chủ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Mà quý vị có đến mua hàng thì quý vị cởi khẩu trang ra nha quý vị, cởi khẩu trang ra để cho vào nhà được yên tâm hơn đó quý vị. Bởi vì một số việc rất là không tốt đã xảy ra trước cửa nhà chị Hồng Loan, thì có những người đối với vị người ta đứng cũng quay phim này kia kia nọ chụp phim, nên bởi vì vậy mà chị Loan hay chị Ní cũng thông báo lên cho anh chị em tất cả mọi người có vào nhà mua thì xin hãy lột khẩu trang ra để cho mấy chị thấy được mặt, để cho camera đồ gì quay nó rõ hơn đó quý vị.
để an toàn, bảo vệ sự an toàn cho chị Hồng Loan. Bởi vì trên kênh nhà radio của mình chia sẻ đến anh chị em quý vị khán giả, nếu như quý vị khán giả có yêu mến kênh nhà của mình thì quý vị bấm vào đăng ký, bấm vào subscribe để mình có thể tâm sự và chia sẻ qua những hình ảnh này các chị rất là dễ thương, phải không thưa quý vị? Nếu có những tin tức nào thì mình cũng sẽ chia sẻ và đọc lên cho quý vị anh chị em cùng lắng nghe và đọc chương trình radio của mình. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Chúc cho quý vị ngày an lành, đêm an lành, ngày đêm mà sáu thời đều an lành và nhiều bình an với nhiều sức khỏe, thì xả trong tâm tư và luôn vui vẻ tình cảm tình thương này.